Rất vui khi được chào đón các bạn đến với tuần Fan GP trong video ngày hôm nay. Mình cũng rất là cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cũng như là theo dõi video của mình, cũng đăng ký kênh của mình, like những cái video cho mình và có những cái phần comment rất là tuyệt vời đối với những cái video mình đã ra trước đó. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn sẽ luôn luôn thành công và luôn luôn ủng hộ mình trong thời gian sắp tới cũng như là sau này. Kính chúc các bạn trong video ngày hôm nay thì có một cái thông tin rất vui, rất tuyệt vời vui mà mình muốn được chia sẻ với các bạn. Vào ngày 10 tháng 4 vừa rồi thì chính phủ Nhật Bản đã họp một cuộc họp rất quan trọng để có thể giúp cho những người dân về an sinh xã hội cũng như là đưa ra những thảo luận trong vấn đề này trong thời gian tới, đó là sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho những người hoặc những hộ gia đình có thu nhập thấp trong thời gian tới. Đây là một trong những cái động thái rất là tuyệt vời mà từ phía chính phủ Nhật Bản để có thể hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid Corona trong thời gian tới và sau tháng 4 này, nếu như họ Kanto xong, họ sẽ họp xong và họ quyết định là cung cấp cái gói hỗ trợ tiếp tục cho những người mà có hoàn cảnh không tốt hoặc là thu nhập bị giảm sút trong suốt 2 năm qua hoặc là 1 năm qua thì sẽ được nhận cái số tiền là 10 man. Đây là một trong những thông tin rất vui. Những hộ gia đình, những bà mẹ đơn thân, những người mà có thu nhập thấp trong thời gian vừa qua thì sẽ có thể là được nhận cái gói hỗ trợ là 10 man này trong thời gian sắp tới. Và đây là một trong những cái điều kiện rất là tuyệt vời về phía chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ an sinh xã hội trong bối cảnh của cả thế giới tăng lên và Nhật Bản cũng không ngoại lệ, xăng tăng và tất cả mọi thứ sẽ kéo theo và tăng lên theo. Ví dụ như là giá cả về điện này, về nước này, về ga này đều đã có chiều hướng tăng lên, và kể cả các dịch vụ như ăn uống cũng như các nhà hàng cũng có chiều hướng tăng lên, và các cái cửa hàng về tiện ích của Nhật Bản buôn bán những cái hàng bình thường cũng đã có chiều hướng là tăng lên vài phần trăm, có thể tăng tới 15%. Đây là một trong những cái thông tin mà các bạn đã được xem cũng như được nhìn thấy thông qua các cái thời sự cũng như là tin tức thời gian vừa qua. Đây là một trong những thông tin nhỏ ngắn thôi, cái video này rất ngắn thôi, có thể đưa đến các bạn là chúng ta sắp tới có thể được nhận với trị giá là 10 man yên trong thời gian sắp tới nếu như chính phủ Nhật Bản kia là Kanto xong cái việc vấn đề này và sẽ có thể cung cấp tiền cho người dân trong thời gian sắp tới khoảng tháng 5. Chúng ta sẽ chờ nha các bạn nhé. Những bạn nào đã sinh sống ở Nhật Bản này trong một thời gian này, chúng ta có thể sẽ được nhận với trị giá là 10 man yên sau khi chính phủ Nhật Bản quyết định. Và khi mà quyết định rồi thì mình sẽ lại ra một video mới có thể chia sẻ với các bạn và thông tin cho các bạn sau. Chúc các bạn sẽ luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và thành công các bạn nhé. Chúng ta hãy cố gắng sống ở Nhật Bản thật tốt và làm việc thật tốt cũng như là lao động tốt. Chúc các bạn sẽ luôn luôn may mắn và thành công. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.